Tại tỉnh Quebec láng giềng, Bộ trưởng Y tế kêu gọi hãy hạn chế tiếp xúc của bạn khi số ca nhập viện COVID-19 gia tăng. Tỉnh Quebec đã báo cáo 8.231 ca nhiễm mới vào thứ Hai và thêm 10 ca tử vong do virus. Tuy nhiên, các cơ quan y tế cảnh báo rằng, với sự ra đời của các bộ xét nghiệm nhanh trong cộng đồng vào ngày 20 tháng 12, số trường hợp được xác nhận, được báo cáo có thể không phản ánh tình hình thực tế và có thể còn cao hơn nữa. Trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus do biến thể Omicron rất dễ lây lan, chính phủ đã tiếp tục thắt chặt các hạn chế, giới hạn các cuộc tụ tập riêng tư cho 6 người hoặc bong bóng 2 gia đình kể từ ngày Boxing Day. Các quan chức chính phủ đã nhiều lần thúc giục người Quebec giảm số lượng liên lạc của họ. Một lời kêu gọi đã được Bộ trưởng Y tế Christian Dubé lặp lại hôm thứ Hai trong bối cảnh số người nhập viện ngày càng gia tăng. Từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12, số ca nhập viện COVID-19 đã tăng 141 ca, Bộ trưởng Dubé viết trên Twitter. Viện Y tế Công cộng của tỉnh Quebec báo cáo 614 ca nhập viện liên quan đến đại dịch, trong đó thì có 109 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tiến sĩ Christopher Lapeau là một nhà tim mạch, dịch tễ học và phó giáo sư tại Đại học McGill, cũng lặp lại cùng ý với Bộ trưởng Dubé về sự cần thiết phải giảm tiếp xúc. Tiến sĩ Lapo và các bác sĩ phòng chăm sóc đặc biệt ICU là ông Joseph Dahin đều lo lắng về tác động đối với mạng lưới chăm sóc sức khỏe vốn đã mỏng manh của tỉnh. Ông Dahin cho biết, chúng tôi phải gồng mình chống chọi với tác động, giải thích rằng sự gia tăng bệnh nhân COVID-19 cần được chăm sóc ngay lập tức, đồng nghĩa với việc phẫu thuật và các thủ tục chẩn đoán khác có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Trong khi đó, người dân Quebec từ 60 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn trên trang web Click Santé của tỉnh để tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung. Thủ hiến François Legault, 64 tuổi, đã tiêm liều thứ ba tại một phòng khám vaccine ở Montreal vào chiều thứ Hai. Ông nói bằng tiếng Pháp, nói rằng điều quan trọng là vì với liều thứ ba, khả năng bảo vệ tăng từ 30% lên 75% đối với biến thể Omicron. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm liên lạc trong những ngày nghỉ lễ. Tất nhiên bạn phải cẩn thận trong vài tuần tới, kể cả cho năm mới, ông Lugo nói. Chúng ta phải bảo vệ các bệnh viện của mình. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, Quebec đã ghi nhận 546.437 ca nhiễm trùng. Trên 472.000 trường hợp đã phục hồi và có 11.677 ca tử vong trên địa bàn tỉnh.